Xin chào những người yêu nhạc trên kênh YouTube của Phương Phạm nhé. Hôm nay có hai vị khách đặc biệt và một món quà đặc biệt của anh bạn Đông Ký Sốt. Đó là chiếc bình hoa làm bằng gốm do tự tay anh tạo hình. Và Phương Phạm có cắm những bông hoa dại đây. Và hai vị khách mời hôm nay, Khu Jun Jun Phương Anh thì mọi người biết rồi, nhưng còn một cô gái nữa đến từ thành phố Ban Mê Thuật. Dạ, em là Thảo Anh, là một cô giáo dạy piano trên đất cao nguyên. Và hôm nay rất là vui khi được đến nhà anh Phương Phạm và được anh đàn cho những bản tình ca rất là hay. Thảo Anh hát những bản tình ca của nhạc Trịnh. Và khi biết Phương có viết một cái ca khúc về thành phố Ban Mê Thuật, anh sẽ đến Ban Mê được trình diễn trong cái lễ hội cà phê lần thứ 7. Thì Thảo Anh muốn được thử sức. Và Phương Phạm vừa đưa bản nhạc thì Thảo Anh rất thông minh, nhìn là hát được ngay vì vốn dĩ cô là con nhà nòi. Và Thảo Anh có một cái phòng trà. Dạ là phòng trà Dương Cầm Anh số 09 A Mapui. Đấy nhá, các bạn nếu mà yêu hát hò thì qua phòng trà của Thảo Anh để Thảo Anh sẽ tự tay pha những ly cà phê Ban Mê tuyệt ngon. Và Thảo Anh sẽ chơi piano để quý vị yêu nhạc hát trên cái ngón đàn của Thảo Anh. Và Thảo Anh hát, anh sẽ đến Ban Mê xong thì Cu Jun Jun cũng thấy hay quá thì Cu Jun Jun cũng vào và rất là tuyệt vời là Cu Jun Jun đã phiêu những cái nốt nhạc mà Phương Phạm cũng không thể tưởng tượng được, bởi vì Phương không viết những cái nốt như thế, nhưng mà Cu Jun Jun hát cực kỳ là vào tai, cho nên Phương để nguyên. Và quý vị sẽ nghe là trong cái clip Phương sẽ ghép hai cái bản đệm là Anh Sẽ Đến Ban Mê, bản đầu tiên do chính tông Thảo Anh Ban Mê Thuật hát, và bản thứ hai là do một cô gái chuyên hát nhạc xưa. Mọi người hãy ủng hộ cho nhé hai cô gái. Xin chào. Thêm một lần đến Ban Mê để say men rượu cần nghiêng cả đại ngàn. Thêm một lần trở lại Ban Mê cùng lửa trời sông cạn đêm. Anh bước tìm em trên trao tiếng công chiêng vơi vơi cao nguyên mênh mang. Anh đi tìm em cà phê đọng trên môi nồng nàn. Anh nhớ nụ cười như nắng cao nguyên, nắng vàng trên bông dạ quỳ cao nguyên mênh mang. Ơi cao nguyên, khi bông cà phê hẹn mùa chớm nụ, anh sẽ đến Ban Mê tìm em. Nghiêng cả đại ngàn thêm một lần trở lại Ban Mê cùng lửa trời sông cạn đêm. Anh bước tìm em trên trao tiếng công chiêng vơi vơi cao nguyên mênh mang.
anh mơ nụ cười như nắng cao nguyên, nắng vàng trên bông dạ quỳ. Cao nguyên, cao nguyên mênh mang. Anh khát sông sông sẽ lên bốc như tình em chạy ngược về chân trời. Ơi cao nguyên ơi ban mê, khi bông cà phê hẹn mùa chớm nụ, anh sẽ đến ban mê tìm em. Anh sẽ đến ban mê tìm em. Anh sẽ đến, anh sẽ đến ban mê tìm em. Cà phê em mua chấm nụ,
anh sẽ đến ban mê tìm